Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình xin mở hộp một số sản phẩm từ Adidas chính hãng ha. Và tất cả các sản phẩm mình mở hộp ngày hôm nay thì mình sẽ bán lại với giá rẻ hơn ha. Thì đầu tiên á, là một cái ba lô Adidas màu xanh. Đây là một cái ba lô chính hãng nha các bạn. Đây tem mác rõ ràng ha. Giá 950.000 ha. Thì cái ba lô này mình sẽ bán lại với giá là 600.000 nha các bạn, bao ship toàn quốc ha. Bao cho các bạn kiểm hàng, test hàng chính hãng là thoải mái ha. Nếu như mà hàng không phải là hàng chính hãng mà là hàng fake thì mình sẽ đền cho các bạn 10 triệu nha và tặng luôn sản phẩm. Cho nên các bạn yên tâm ha, mình sẽ cho kiểm hàng trước. Đây, đây là xung quanh cái ba lô ha, màu xanh. Đây, tem mác còn đầy đủ nha các bạn. Giá tem là 950 ha. Thì cái ba lô này có mã số là 01 ha. Các bạn có nhu cầu mua thì các bạn liên hệ vào cái số Zalo mình sẽ để ở phần mô tả đó. Các bạn vào đó, các bạn kết bạn Zalo và hoặc là điện thoại cho mình ha. Mình sẽ trả lời ha. Rồi ok, mã số 01 ha. Tiếp theo là một cái áo polo màu trắng nha các bạn. Nhìn đây, tất cả sản phẩm mình giới thiệu là đều chính hãng hết nha các bạn. Ok, áo polo màu trắng. Thì cái áo này nó sẽ có size là size XS nha các bạn. Và giá tem của em áo này là 850.000. Thì mình sẽ sale lại với giá là 450 ha, 450 là mình bao ship toàn quốc ha. Rồi, ok, bên tai thì nó sẽ có chất liệu là thoáng khí nha anh em. Và có logo ba sọc ha. Phía trước là logo của Adidas. Vải này thì nó rất là mát, rất là mịn ha. Mặc rất là thoải mái luôn. Và cao từ dưới 1m68. Nặng dưới 62kg thì sẽ mặc cái áo này vừa ha. Ok, cái áo này mình sẽ sale lại với giá là 450 ha, bao ship toàn quốc. Và cái mặc áo này mã số 2 nha anh em. Mẫu số 3 này mình tiếp tục vẫn là một cái polo trắng ha. Nhưng mà cái kiểu này này sẽ khác hơn cái kiểu số 2 hồi nãy. Thì tất cả mình mở hộp, mình mở bọc trên tay, tất cả cái áo này đều là chính hãng hết nha các bạn. Thì đây, đây là hình ảnh tổng quan của áo ha. Thì cái áo này nó đơn giản hơn cái áo hồi nãy, nó chỉ có một cái logo Adidas ở trước ngực thôi. Vải thì nó dày dặn hơn cái vừa rồi. Đây là trên cổ áo ha. Đây là phía sau. Thì cái áo này vẫn là size XS nha các bạn. Thì size XS thì dưới 1m60. Cái này thì dưới 1m65. Nặng dưới 62kg thì sẽ mặc vừa nha. Thì giá tem của em áo này á là 950.000. Thì mình sẽ sale cái áo này lại với giá là 500.000 và re-ship nha. Re-ship toàn quốc ha. Các bạn nhanh tay các bạn nhắn tin vào Zalo, cái số mình để ở phần mô tả ha. Rồi, đây là mẫu số 3 ha. Áo polo trắng mẫu số 3. Dưới 1m68 và dưới 63kg. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiếp tục mở một cái polo nữa. Nhưng mà cái polo này thì nó màu xám nha. Màu này thì nó rất là đẹp nha. Đây là hình ảnh tổng quan của em đó. Các bạn xem ha, rất là đẹp ha. Cái màu này ở ngoài nhìn đẹp lắm nha các bạn.
Thì cái chất liệu này chất liệu thoáng mát nha. Thì bên tay này sẽ có những cái lỗ thoáng khí nè. Giữa ngực thì có cái logo dạ quang màu xanh ha. Cái màu này cũng không phải là dạ quang mà cái kiểu màu sữa sữa nha các bạn. Phía tay thì có logo ba sọc ha. Đây thì là một cái áo size S nha các bạn. Thì cái áo size S này á thì các anh em dưới các bạn dưới dưới 1m từ 1m65 cho tới 1m75 thì mặc vừa ha. Dưới khoảng dưới 68 kg ha. Đây size S. Và giá tem là 850.000 thì mình sẽ sale cái áo này lại với giá là 475.000. 475.000 free ship toàn quốc ha. Rồi, 1m65 đến 1m68. Nặng dưới 65 kg ha. Rồi ok, đây là mẫu số 4 nha các bạn. Thì đây là vẫn là em nói nhưng mà size XS ha. Size XS này thì dưới 1m65 nặng dưới 62 kg thì sẽ mặc vừa ha. Đây, vẫn là mẫu số 4 nha. Các bạn nhanh tay kết bạn Zalo của mình ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ mở một cái áo này màu xanh nha các bạn. Mẫu này mẫu số 5 ha. Vẫn là polo ha. Thì đây là ảnh của đây là em nó ha. Cái này là màu xanh tím than nha các bạn chứ không phải màu đen ha. Thì giữa ở đây thì nó sẽ có logo Adidas và giống như cái mẫu hồi nãy thì bên tay thì sẽ có cái ba sọc ha. Đây là mẫu số 5 nha các bạn. Mẫu số 5 thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây là ở cái cổ áo nè. Phía sau thì nó sẽ có Euro Ready ha. Đây là size XS ha. Thì size XS này thì dưới 1m65, nặng dưới 62 kg thì sẽ mặc vừa ha. Đây, giá tem là 850.000 thì mình vẫn sale lại với giá là 475.000 free ship ha. Cái này là 475.000 receipt mã số 5 ha. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với một cái áo khoác mà cái dạng là hoodie nha các bạn. Ấm ha. Đây là mẫu số 6 nha các bạn. Đây. Áo này mặc mùa đông là rất là ấm nha các bạn. Đây là ảnh của em mình đó ha. Đây các bạn xem ha. Đây có cái ba cái đường lai ba sọc đây ha. Ok. Sẽ cho các bạn xem tổng quan ha. Đây là phía sau nè, mặt sau nè, rất đẹp ha. Logo Adidas nè. Đây là mặt trước. Mùa đông tới rồi, các bạn mua cái áo này mặc thì rất là ấm nha. Ok, đây là phần cổ áo ha. Tem mát đầy đủ nha các bạn. Cái áo này là size M nha các bạn. Size M ở này thì cái áo này là các bạn khoảng dưới 1m75 ha. Dưới 1m75, dưới 70 kg thì sẽ mặc vừa ha. Ok. Đây là giá tem của em đó ha. Thì giá tem là 1.600.000. Thì mình sẽ sell cái áo này lại với giá là 900.000 nha các bạn. 900.000 free ship toàn quốc ha, bao kiểm hàng luôn ha. Thì size M ha. Thì các bạn dưới 1m75, dưới 70 kg thì sẽ mặc vừa ha. Size M. Ok. Các bạn xem lại ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem một số mẫu mà mình còn lại mẫu cũ ha. Đây, mẫu này ha, mẫu này mình vẫn còn ha. Mẫu này thì là size XS nha các bạn. Size XS thì cái mẫu này là mình sẽ sale lại với giá là 375.000 bao ship toàn quốc ha. Ok, Adidas chính hãng luôn nha. Cái này thì giá gốc là 850.000 nha các bạn. Mình sẽ sale là 375 ha. Ok. Đây là một cái áo giống như hồi nãy nhưng mà nó là màu trắng nha các bạn. Thì cái áo này mình vẫn sale lại với giá là 375 ha. Cái áo này giá gốc vẫn là 850 ha. Mình sale lại với giá là 375 ha. Vẫn là size XS ha. Size XS này thì dưới 1m65, nặng dưới 62 kg thì sẽ mặc vừa ha. Và tiếp theo là một cái mẫu polo này ha.
Polo size XS ha. Cái polo này á, thì cái màu nó là màu xanh tím than nha các bạn. Thì size XS, nhưng mà cái áo này á, nó cái loại nó là form ôm nha các bạn, cho nên là XS này á, là dưới 1m65 nhưng mà nặng dưới 58kg thì sẽ mặc vừa ha. Tại vì nó hơi ôm ha. 58kg là mặc đẹp luôn ha, 58kg trở xuống là mặc đẹp ha. Ok. Thì cái áo này á, giá tem á là 800 nhưng mà mình sale lại 375 ha. 375 receipt toàn quốc ha. Bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn Zalo với mình ha. Còn ngoài ra thì mình còn sale nhiều cái mẫu khác nữa ha các bạn. Và còn nhiều cái mẫu mà second hand á. Thì các bạn có nhu cầu mua thì các bạn kết bạn Zalo của mình sẽ tư vấn giá ha. Thì mình bán những cái đồ second hand á, nhưng mà chính hãng của Adidas luôn, nhưng mà mình bán với giá là tầm mấy vài chục nghìn, 100 nghìn, 150 thôi nha các bạn. Và áo còn rất là đẹp ha, đều là chính hãng hết ha. Thì cái đồ chính hãng thì tầm 7-800, 900, 1 triệu. Mình mặc vài lần thôi, 2-3 lần thôi. Nhưng mà mình muốn sale cuối năm thì mình sale cho hết luôn. Thì mình bán lại với giá là vài chục tới 100 nghìn thôi. Thì các bạn có nhu cầu muốn mua thì các bạn nhắn vào số Zalo của mình để dưới phần mô tả ha. Rồi ok. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn like video của mình. Và các bạn muốn mua thì các bạn kết bạn với mình ha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.